Ở khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, có một lớp học tình thương đặc biệt tối nào cũng sáng đèn, đem con chữ đến với những bạn nhỏ khó khăn. Lớp học này do đoàn phường Linh Trung đứng ra tổ chức. Học trò của lớp học đa số là những em nhỏ nghèo khó, phải làm công việc bán vé số, lượm ve chai để mưu sinh hàng ngày. Ghi nhận của nhóm phóng viên ống kính truyền hình HTV. Đã hơn 3 năm qua, cứ vào lúc chập tối, lớp học tình thương này lại vang lên tiếng đọc bài của các em nhỏ. Dù có hoàn cảnh khó khăn hơn các bạn đồng trang lứa, ban ngày phải phụ ba mẹ mưu sinh vất vả, nhưng tối đến, khi được học đọc, học viết, các em nhỏ này vẫn cảm thấy háo hức và siêng năng tiếp thu kiến thức. Con tham gia lớp học này được 3 năm. Dắt sáng thì con đi bán, dắt chiều 4 giờ thì con học tiếng Anh. Rồi 6 giờ thì con học tiếng Việt. Sau 3 năm con đã biết học viết viết và biết học Anh văn. Rồi được học máy tính với các thầy cô. Ban ngày thì con làm đụng ve chai, giặt đồ rửa chén hay là nấu cơm, giữ nhà. Đi đến con học rất vui. Chỉ có mấy bạn học chung con vui vì vừa học ở đây có những kiến thức mới. Lớn lên con ước mơ làm bác sĩ. Con thích nhất là học ở đây và con thích nhất là học môn toán. Thế là con thích là ước mơ con thích lớn lên con làm cô giáo và con muốn giống thầy cô ở đây. Bên cạnh tinh thần hiếu học của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thì điều đáng quý ở lớp học này còn là ở nơi những thầy cô đứng lớp. Đây đều là những sinh viên tình nguyện với trái tim yêu trẻ nhỏ và mong muốn đem con chữ đến với các em. Dạy đây được 6 tháng rồi và mình cảm thấy thật sự yêu thích khi mình đứng lớp. Mình cảm thấy rất là vui khi mình đưa truyền tải được kiến thức đến cho các em, giúp các em biết được toán, rồi tiếng Việt, biết đọc từng chữ, biết viết chữ đẹp và nó nắng nót. Dù hoàn cảnh của các em rất là khó khăn nhưng mà các em vẫn đi học đầy đủ, đều. Có những đêm trời mưa nhưng mà các em vẫn đến trường đầy đủ. Tôi rất vui về điều đó. Lớp học thì được thành lập vào năm 2010 và các em ở đây thì là các em có những cái hoàn cảnh khó khăn đến tạm trú tại địa phương. Thì nhìn thấy cái hoàn cảnh như vậy thì ban chấp hành đoàn phường cũng muốn tạo điều kiện cho các em có những cái kiến thức để mà trang bị trong cái quá trình sống của các em. Thì ban chấp hành đoàn phường đã tổ chức ra cái lớp học này và vận động các bạn sinh viên tình nguyện đến tham gia dạy lớp. Lớp học thì được mở vào từ thứ hai cho tới thứ bảy hàng tuần và tất cả tập vở và sách viết thì các em đến đều là được tài trợ và các em sẽ không phải đóng học phí. Và các bạn sinh viên tình nguyện ở đây thì dạy toán, tiếng Việt và một số môn tự nhiên cho các em để mà giáo dục các em có thêm cái kiến thức sống. Lớp học này ra đời để mà vận động tất cả các nguồn lực xã hội để cùng chung tay chăm sóc cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, những việc làm của các bạn đoàn viên thanh niên phường Linh Trung như thế này là những việc làm rất đáng ghi nhận. Các em học sinh sau khi học xong chương trình sẽ được kiểm tra kiến thức và nếu đạt kết quả sẽ được cấp giấy chứng nhận phổ cập. Để từ đó các em có thể đến học ở các lớp bổ túc văn hóa. Có thể nói đây là một trong những hoạt động thiết thực không chỉ thể hiện sự quan tâm tình thương của chính quyền và đoàn thể địa phương giúp cho các em trang bị kiến thức mà còn góp phần giúp giáo dục nhân cách cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.